có một điều quan trọng mà Trâm Anh thích nhất, đó chính là nó có thể đào thải được các cái mỡ thừa của chúng ta. Đây là một sản phẩm cực kỳ thần thánh, bởi vì nó bao gồm được tất cả những thứ mà Trâm Anh thích. Mọi người ơi, sắp đến mùa hè rồi, và đây cũng chính là một mùa mà có khá nhiều người rất là đáng sợ, bởi vì đấy chính là mụn. Nói đến mụn thì mình cũng thật sự là đáng sợ đấy ạ. Bởi vì là công việc của mình ấy thì thường xuyên là phải chụp hình này, cũng như là phải quay video. Cho nên là mình rất là đáng sợ mụn. Và nhất là mùa hè khi mà thời tiết nóng ẩm này, xong rồi lại còn ăn uống, mà mình lại còn hay thích ăn những cái hoa quả nóng ấy. Chính vì vậy mà mình hay bị nổi mụn. Nhưng có một điều rất là đặc biệt, đấy là thời gian vừa rồi mình đã tìm hiểu ra một cái sản phẩm cực kỳ hữu ích cho cái việc trị mụn. Đấy chính là sản phẩm viên, người ta gọi là gì nhỉ? Viên kẹo hoa quả. Đấy, là chúng ta có thể vừa ăn giống như kẹo mà chúng ta lại có thể vừa diệt được mụn này. Và không chỉ diệt được mụn không thôi đâu mọi người, mà cái này nó còn giúp cho chúng ta chống lão hóa này, giúp da sáng mịn, điều trị các cái nốt mụn trứng cá, bổ sung các cái chất để chống oxy hóa, làm đẹp da. Và mọi người biết điều gì không? Có một điều quan trọng mà Trâm Anh thích nhất, đó chính là nó có thể đào thải được các cái mỡ thừa của chúng ta. Và Trâm Anh nghĩ rằng đây là một sản phẩm cực kỳ thần thánh, bởi vì nó bao gồm được tất cả những thứ mà Trâm Anh thích. Thứ nhất là đẹp da này, xong rồi đẩy lùi được lão hóa da này, xong rồi chúng ta lại còn làm mát cơ thể, đẩy lùi các cái chất độc hại của cơ thể ra bên ngoài và trị mụn. Tại sao nó được gọi là viên kẹo hoa quả? Là bởi vì ở trong này nó có rất là nhiều các cái thành phần từ hoa quả. Thành phần trong một viên nang có chứa L-citin, các cái chiết xuất từ hạt nho, nanocurcumin, chiết xuất từ hạt kiwi, vitamin C, chiết xuất từ dầu ô liu, vitamin B3 và rất là nhiều các cái dưỡng chất thiết yếu khác dành cho cơ thể. Rất là nhiều thành phần tốt cho cái cơ thể của chúng ta, phải không? Và bây giờ Trâm Anh sẽ giới thiệu cho mọi người nữa, đấy chính là cái cuốn cẩm năng. Khi mà chúng ta mua sản phẩm, chúng ta sẽ được tặng một cuốn cẩm năng này ở bên trong hộp sản phẩm. Để làm sao để các bạn có thể hiểu rõ hơn về công dụng, hay là chúng ta có thể biết sâu sắc hơn, giúp cho chúng ta cái việc chúng ta uống sản phẩm được tốt hơn, một cách hiệu quả nhất. Và trong này sẽ có rất nhiều các cái công dụng của từng sản phẩm một, và cũng bên cạnh đấy là cũng có những cái câu hỏi thường có nhiều khách hàng hỏi ấy. Thì bây giờ Trâm Anh sẽ đọc qua một xíu một cái câu hỏi điển hình. Đấy chính là chế độ ăn uống như thế nào để kết hợp cùng với viên uống hoa quả Zero Arsenic được tốt nhất? Thì đấy chính là việc mà chúng ta nên bổ sung vào bữa ăn hàng ngày, kẽm này, omega 3 này, các loại vitamin. Và một điều đặc biệt nữa, đối với các bạn bị mụn thì chúng ta cần kiêng tuyệt đối, đấy chính là đồ ăn cay nóng này, các cái sản phẩm, các cái thức uống có caffeine, những đồ dầu mỡ chiên xào, đồ ăn ngọt, nhiều đường. Đây là những cái lưu ý điển hình dành cho những bạn nào mà đang điều trị mụn khi mà sử dụng sản phẩm nhé. Và một hộp sản phẩm này thì có giá là 890.000. Trong một hộp thì sẽ có 60 viên. Một ngày chúng ta chỉ cần uống 2 đến 4 viên, thì tức là chúng ta mua một hộp này chúng ta uống được khoảng tầm nửa tháng đến một tháng. Rất là hiệu quả. Chắc rằng sau khi Trâm Anh giới thiệu sản phẩm này thì sẽ không còn một ai sợ nỗi lo về mụn nữa.